Sampai kayaknya bukan ini sumat loh, sumat không loh. Về trên nữa không? Không. Học cơ. Để rửa té đi, về nhà sóc sóng. Không sóc nước lạnh. Về nhà tắt sóng nhỏ hơn thì sóc. Ooh, 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 ooh.
Đây mình có cuốn như này.
lọc ra ra này nữa hả? Cái bữa không thể là mình lạc thì đồ ông mới lại mình ổn lắm thì có thể là quát tùy ổ có ổ thì đấy là nhà mình là không còn đục cày to túng rồi nhá, bởi vì là phải chất lại để ngày 56 nó còn làm nữa, 56 còn ổ sáng là sẽ quay về đây. Chạy chỗ nó có rừng nó là đập cái
thật quả to nó phải chiến đấu. Cái lối ra được quá trời, đó mày bị mất khống luôn đó. Để được cái lọc ngoài nó khỏe này, người đẩy ngoài như vậy. Đây gọi là tổ ong chao buổi sáng khủng đó các bạn ạ. Đó, chao buổi sáng khủng tổ ong các bạn. Có lẽ là đầy bình luôn. Khả năng là bắt ong này là đầy bình luôn nhá. Đây một cái bình 10kg thôi. Đây là cái đàn cạo vật này, thấy chưa? Ồ. Ủa, chưa hết. Nhưng mà bóng như thế này là gọi là ẩn vách đá lý tưởng ấy. Hết đá là lý tưởng. Đậu không phải là nhiều hết, đặt hơi khó. Còn nó cũng ngóc ngách nhiều mà. Đây là nó làm từng kẹt từng kẹt. Ủa cái màn đâu. Ở trong chút chẹt cho nên nó không thể nở được. Nhìn cái kẹt này là không thể lấy từng cục là phải móc. Nó ở một cái lùm cây trên này là có rất nhiều hoa nha. Cái này nào là hoa tung tán rồi này, nào là hoa bột bột. Ống này là rất tốt nha mọi người. Mùa này là không có mật mía đâu nhá. Vùng này là vùng không có mía.
Người ta chỉ trồng lúa, trồng ngô và trồng kéo thôi. Cái vùng này người ta không trồng mía. Cái mật là rất tốt. Có cục mật rất dưới đất anh Sơn này. Anh Sơn xịt tay vào trong thì có cục mật rất dưới đất ạ. Đó anh Ngân chạm rồi. Cục mật rất dưới đất có rải ở đây. Đó cục mật đây nè. Còn cái lập kẹt này thôi kìa này. Đấy còn có cái lập kẹt tí nữa về đây chạm. Đi ra ngoài em tí, xịt tẩy ra ngoài em tí, rồi đó, tí nữa, rồi rồi, lên lên. Đó, chạm một cục mật rồi đó. Đó, anh ngồi ở ngón tay vòng một cục mật rồi đó. Sườn đỏ là hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Cái gì nữa? Chào mọi người nha. Mình cắt để dọn dẹp đồ để chuyển đi đánh ổ khác nha. Rồi sẽ có video khác cho mọi người nha.